Sáng sớm tranh thủ mở cho anh em nhìn tại sao cái đôi loa Grandix M600 này đánh tiếng lại hay như thế. Đây anh em nhìn, mẹ ruột gan phèo phổi của em nó đây, đống luôn. Phân tần đây, hỏi làm sao hay. Bát của nó hỏi làm sao tiếng hay. Loa làm rất kỹ luôn. Nhìn cứ như revoke. Quả phân thần vậy đại bác, hoành tráng kinh khủng. Cái phân thần nó to lắm á, cái nó phải to gần bằng chiều rộng của cái thùng luôn ấy. Cái hãng họ làm kỹ lắm, một trong những đôi mà đánh giá rằng là cực kỳ đáng đáng để chơi và trải nghiệm, ngon bổ rẻ, tiếng thì bất ngờ luôn. Anh em nào mà đã nghe qua thì không thể bỏ qua. Đấy. Toàn đồ xịn sò thôi, tối qua em chụp không rõ đâu nhé. Cảm ơn các bác nhé, các bác nào muốn mua thì liên hệ em.